Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 23 tháng 4 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, theo thông tin từ Tri Cục chăn Nuôi và Thú Y tỉnh Phú Yên công bố, hiện tại trên địa bàn tỉnh đã chính thức không còn ổ dịch lở mồm long móng trên đàn lợn. Tính đến ngày 19 tháng 4, thì tại huyện Phú Hòa, các ổ bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn đã qua hơn 30 ngày và không có thêm con lợn nào mắc bệnh trên địa bàn tỉnh. Cơ quan thú y và chính quyền địa phương đã cho phép người chăn nuôi tái đàn. Tuy nhiên, nhằm hạn chế nguy cơ tái phát dịch lở mồm long móng và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như là bệnh tả lợn châu Phi xâm nhập vào tỉnh Phú Yên thì bà con cần lưu ý một số điều sau. Mặc dù dịch bệnh đã được khống chế nhưng nguy cơ tiềm ẩn của virus lở mồm long móng vẫn còn, do đó các nông hộ đặc biệt là những hộ đã từng xuất hiện lợn bệnh cần rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại trước khi nuôi trong thời gian nuôi người dân thường xuyên cọ rửa chuồng thu gom chất thải đem trôn hoặc đốt định kỳ tiêu độc khử trùng chuồng trại bằng hóa chất xung quanh khu vực chăn nuôi nên rắc vôi bột để tiêu diệt tận gốc mầm bệnh ở lối ra vào cần có hố sát trùng có dày ủng và trang bị bảo hộ sử dụng trong chuồng trại khi mua lợn giống nên xem xét kỹ nguồn gốc, chọn giống ở những vùng an toàn dịch, tốt nhất là chỉ mua lợn đã có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y, tiến hành nuôi cách ly trong vòng 21 ngày để theo dõi sức khỏe ổn định mới cho nhập đàn. Bà con phải chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn lợn, bổ sung thức ăn dầu đạm, khoáng, vitamin hợp lý nhằm tăng cường sức đề kháng vật nuôi. Trong quá trình chăm sóc, nếu phát hiện lợn có biểu hiện bất thường, thì người chăn nuôi cần báo ngay cho cán bộ thú y, đồng thời tự giác thực hiện các biện pháp cách ly, không bán chạy lợn bệnh để tránh phát tán mầm bệnh. Còn về tình hình thời tiết tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên trong đêm nay và chiều tối mai, khả năng xuất hiện những cơn mưa rào và rông ở diện vài nơi. Lúc này thì tiết trời mát mẻ, nhiệt độ là từ 25 cho đến 28 độ. Sang ngày mai, trời chuyển khô ráo, có nắng lên từ sớm. Số giờ nắng kéo dài trên 10 tiếng đồng hồ, nhiệt độ theo đó tăng nhanh. Khoảng thời gian từ 11 đến 16 giờ, nhiệt độ luôn cao trên 35 độ, phổ biến là từ 35 đến 38 độ. Vùng núi phía Tây tiếp tục có nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ vượt ngưỡng 38 độ. Thời tiết diễn biến phức tạp như vậy nên khi tái đàn thì bà con cần tuyệt đối áp dụng phương pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi ở khu vực Khánh Hòa đến Bình thuận và toàn vùng Tây Nguyên, Nam Bộ ngày mai cũng có nắng trải đều toàn vùng nên nhiệt ít có sự thay đổi so với hôm nay phổ biến là từ 32 cho đến 36 độ. Khi tham gia sản xuất thì quý vị cần có trang phục che nắng và bổ sung nước mát cho cơ thể để tránh bị say nắng và mệt mỏi. Trở ra Bắc Bộ, 24 giờ tới thời tiết sẽ có những chuyển biến tích cực hơn khi vùng áp thấp nóng phía Tây đang bị nén và đẩy dần lên bởi một khối khí lạnh từ phía Bắc, khiến cho nắng nóng thu hẹp dần về diện, tập trung chính ở khu Tây Bắc với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 38 độ, phần còn lại dao động trong ngưỡng từ 32 cho tới 36 độ. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, khu Tây Bắc có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho tới 36 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 35 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho tới 38 độ. Vùng núi phía Tây có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho tới 36 độ, phía Bắc là từ 35 đến 38 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho tới 35 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho tới 36 độ, có nơi cao hơn. Bản tin thời tiết nông vụ sẽ được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.